Khánh Ngọc mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, chắc hẳn nhiều người đã từng thực hiện hành động bắt chéo chân khi đang nằm trên giường hoặc khi ngồi. Hoặc một số người nằm trên giường nhưng thích lấy một cái gối, lấy chăn hoặc một con thú nhồi bông để gác chân, để kẹp giữa hai chân và nhiều hành vi khác tương tự. Hoặc các bạn cũng thấy nhiều phụ nữ có thói quen khi đứng chụp hình thường bắt chéo chân vào nhau. Thực ra hành vi đó hoàn toàn là vô thức, nhưng nó hình thành từ một thói quen có ý thức. Hầu hết mọi người đều cảm thấy hành động này rất thoải mái. Bề ngoài thì có vẻ như không gây ra tác hại gì, nhưng thực sự thì nó có vấn đề đối với riêng phụ nữ. Theo thời gian, bạn trở nên nghiện hành vi này và tác hại tiềm ẩn của hành động này sẽ xuất hiện. Vậy tác hại của hành vi này là gì và bí mật mà nhiều phụ nữ thường xuyên bắt chéo chân là gì? Khánh Ngọc sẽ chia sẻ trong video này nhé. Đầu tiên thì chúng ta tìm hiểu tại sao bắt chéo chân lại có cảm giác thoải mái. Hiện tượng bắt chéo chân khi nằm hầu hết xảy ra ở phụ nữ và ở một bộ phận nhỏ đàn ông. Nhiều người ban đầu làm điều này một cách vô thức, nhưng càng về sau thì họ càng trở nên phụ thuộc vào nó. Nguyên nhân là do việc kẹp chân tạo ra cảm giác thoải mái và khá dễ chịu. Cảm giác thoải mái này được cả nam giới và phụ nữ cảm nhận. Nhưng đối với phụ nữ nói riêng thì cảm thấy nó mãnh liệt hơn do cơ cấu sinh lý của họ và cấu tạo cơ quan sinh dục của họ. Khi một người kẹp chân, các cơ ở phần dưới cơ thể sẽ bắt đầu co lại, bộ phận nhạy cảm vốn đã căng ra sẽ bị siết chặt. Quý vị biết rằng là vùng kín của con gái có một khu vực cực kỳ nhạy cảm, đó là âm vật. Bộ phận này được cho là nhạy cảm nhất cơ thể vì nó chứa hơn 8.000 đầu dây thần kinh ở đó. Dù chỉ kích thích nhẹ cũng sẽ có cảm giác thoải mái đến kỳ lạ. Chính vì vậy mà kẹp chân sẽ tạo ra cái cảm giác dễ chịu về tinh thần. Nhưng gần như không một ai nghĩ sự thoải mái đó là do tác động này gây ra, bởi vì họ đều vô thức. Bên cạnh đó, đối với phụ nữ, việc bắt chéo chân hoặc kẹp cái gì đó vào giữa chân là thể hiện nhu cầu an toàn của họ. Phụ nữ là loài động vật bất an nhất. Khi ngủ, họ thích kẹp một cái chăn bông giữa hai chân hoặc một con thú nhồi bông. Những đồ vật này mang lại cảm giác an toàn không thể giải thích được. Điều này rất thỏa mãn tâm lý của phụ nữ. Nguyên tắc tương tự cũng xảy ra cho đàn ông khi kẹp chân. Đàn ông sẽ cảm thấy thoải mái phần nào nhờ ma sát giữa phần dưới cơ thể và các vật lạ như quần áo hoặc các đồ vật khác. Nhưng như Khánh Ngọc đã nói, nó là hành động vô thức nhưng xuất phát từ thói quen có ý thức và nhiều người trở nên bị phụ thuộc vào nó. Hễ cứ nằm lên giường là bắt chéo chân. Quý vị thân mến, có một bí mật của không ít phụ nữ mà đàn ông chắc chắn không biết. Đó là khi thấy một cô gái đang bắt chéo chân và có những hành vi bất thường thì đó có thể là cô gái đang tự sướng. Mọi người thường nghĩ rằng tự sướng là phải dùng tay, nhưng có nhiều phụ nữ không cần dùng tay để làm cái điều đó, mà họ chỉ cần bắt chéo chân, dùng lực ép đùi vào với nhau và dùng não để tưởng tượng và đạt cực khoái. Hiện nay thì nhiều phụ nữ dùng máy rung để hỗ trợ, tức là họ đưa máy rung vào bên trong và bắt chéo chân lại. Khi nào phụ nữ duỗi thẳng chân ra thì lúc đó cô ấy đã trải qua cảm giác cao trào rồi. Bình thường thì hành vi này không hề gây hại, nhưng trong một số hoàn cảnh và một số người thì nó gây ra những vấn đề ảnh hưởng tới sức khỏe. Chẳng hạn, đối với phụ nữ thường xuyên tự sướng bằng cách bắt chéo chân, kẹp chân trong thời gian dài sẽ cảm thấy khó chịu, kinh nguyệt không đều, viêm phụ khoa và các bất lợi khác trong kỳ kinh nguyệt. Thậm chí là có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi của xương. Bởi vì theo một số nghiên cứu xã hội thì thói quen này vô thức xuất hiện ở bé gái từ 3 đến 5 tuổi và giảm dần sau 10 tuổi.
Trên thực tế thì con gái thường bắt đầu tự sướng sớm hơn con trai. Trước tuổi dậy thì con gái tự sướng nhiều hơn con trai, nhưng sau tuổi dậy thì số con trai tự sướng tăng nhanh, trong khi tốc độ tăng trưởng chậm lại ở con gái. Việc cọ sát thường xuyên có khả năng cao gây co thắt cơ ở chân, thậm chí làm tổn thương da vùng kín. Còn đối với đàn ông thì việc thường xuyên kẹp chân sẽ dễ xuất hiện các triệu chứng như phù nề niệu đạo, đau rát ngay cả khi đi vệ sinh. Y học hiện đại cho rằng chỉ cần chú ý vệ sinh trong quá trình tự sướng bằng phương pháp bắt chéo chân ở phụ nữ và kiểm soát tần suất để tránh nhiễm trùng thì nhìn chung sẽ không dẫn đến vấn đề gì nguy hại, nhưng nhiều lần thì sẽ dẫn đến suy thận. Bất kể con trai hay là con gái quan hệ tình dục hay tự sướng quá thường xuyên đều sẽ làm tổn thương thận khí và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản bình thường sau này. Có thể chưa đến mức vô sinh, nhưng hành vi này càng xảy ra nhiều lần thì càng gây ra những vấn đề về tâm lý. Nói riêng một chút về phụ nữ, theo thống kê kết quả khảo sát xã hội cho thấy, tỷ lệ phụ nữ thủ dâm ở độ tuổi từ 15 đến 20 tăng cao trong khoảng một thập niên trở lại đây. Tỷ lệ tăng từ 38% lên đến 54%. Những con số này cho thấy điều gì? Như Khánh Ngọc đã nói nhiều lần, tự sướng không có hại, thậm chí là có lợi nếu như chúng ta biết điều chỉnh tần suất và duy trì mật độ thích hợp. Đồng thời, các nhà tâm lý học cũng cho rằng tự sướng không liên quan gì đến vấn đề đạo đức cả. Bởi chỉ một mình bạn với bạn, không ảnh hưởng đến ai, thì đạo đức gì ở đây, đúng không ạ? Tuy nhiên thì có một số trường hợp việc tự sướng theo kiểu khoe hàng ảnh hưởng đến người khác thì đó có thể là hành vi lệch lạc. Việc con gái tự sướng sớm ngoài việc thể hiện sự tự do trong suy nghĩ về tình dục ở nữ giới trẻ đã thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên thì cũng cần chú ý tới những vấn đề về giáo dục giới tính, về sức khỏe sinh sản và vấn đề tâm lý giới trẻ. Và theo nhiều nghiên cứu ấy, thì việc phụ nữ tự sướng đều bắt nguồn từ việc tiếp xúc với nhiều hình ảnh, video mang tính kích thích cao. Và có đến trên 50% trong tổng số nữ giới từ 14 đến 20 tuổi gần như không có đủ kiến thức về tình dục trước khi bắt đầu tự sướng. Đây sẽ là một vấn đề trong xã hội hiện đại ngày nay. Có một số chàng trai hỏi Khánh Ngọc rằng là chỗ ấy của bạn gái rất rộng, nhưng khi truy vấn thì bạn gái khăng khăng là chưa quan hệ với ai. Thực ra ấy, thì cô gái đó có thể nói thật, bởi vì họ chưa từng quan hệ với nam giới, nhưng đã tự sướng nhiều nên dẫn tới cái bộ phận sinh sản trông già đi vì như thế. Quý vị và các bạn thân mến, trong video ngày hôm nay thì Khánh Ngọc đã chia sẻ một số những cái bí mật có thể đàn ông không biết khi phụ nữ tự sướng bằng việc bắt chéo chân. Ngoài ra thì còn có một số ý, cái kiến thức, một số những thông tin khác về đời sống tình dục của phụ nữ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Buổi chia sẻ ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại.